Xin được kính chào quý cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước đã đến với kênh Minh Chí TV. Thì lời đầu tiên thì cho phép chủ kênh xin được gửi lời là chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến tất cả cô bác anh chị và các bạn trong nhà ngoài nước. Kính thưa cả nhà, thì hôm nay có một cái câu chuyện này em xin được chia sẻ với cô bác anh chị ha. Có câu chuyện này nó hơi bị hay, hơi bị ho cô bác anh chị ơi ha. Thì có một cái kết nó hơi bị quê rồi khó quê, quê là vẫn còn quê, hơi bị nhụt những cái nhụt với một lương các anh chị, một lương. Thì hôm nay thì đi uống cà phê ha các anh chị, cà phê với cũng mấy ông anh ha các anh chị, thì trong đó cũng có một chị ha, một chị thì rất là bất ngờ. Thì trong quá trình trò chuyện thì mấy anh cũng nói em là một trong những người coi như là lên là coi như là nói rồi ủng hộ bà hàng thế này thế kia, nói chung là xoay quanh câu chuyện drama của anh chị. Thì có một chị kia chỉ tỏ ra thái độ coi như là không bằng lòng ra mặt các anh chị, nói chung là mặt coi như là hơi bị ngầu ha. Thì nói chung là trên tinh thần cởi mở thì em cũng nói bây giờ á, chị nêu ra được những nguyên nhân, những lý do mà chị ghét bà Hằng cho em nghe coi. Thì chị em mình coi như là trò chuyện tinh thần cởi mở thôi ha, ai có lý thì ok ha, có vậy cho nên nghĩa là tinh thần coi như là chị em mình vẫn vui vẻ ở đây là coi như cũng anh em hết. Còn cái chuyện kia là chuyện xã hội, chuyện drama, thì bây giờ cởi mở ha, cởi mở nói chuyện với nhau. Thì em hỏi câu hỏi đó thì chị ta mới nói là bà nói là nói tục ha, rồi nói vu khống cho người ta nếu có anh chị, rồi dùng từ 500-1000 chửi rủa này kia đó. Rồi, em mới hỏi hết chưa đó. Thì á thì bả nổ gì đó rồi phách lối gì đó, chị đó nói vậy. Rồi, em hỏi hết chưa, rồi chị ta im nghe quá chị. Rồi em mới nói nghe quá chị, em mới nói bả nổ là nổ cái gì hả? Nổ là coi như là cứu được hàng trăm, hàng ngàn những cái bé bị bệnh tim, bị đau ống thủy hả? Như vậy là nổ hả? Làm 7-8 năm nay rồi, vừa rồi bệnh viện Chợ Rẫy đã công bố rồi, như vậy là nổ hả? Chị có nghe câu nói là một cái cứu được một người, một mạng người còn hơn xây 7 kiển chùa chưa hả? Rồi ha. Rồi bả sao? Bả dùng từ 500-1000 hả? Vậy thì coi như là em thấy nãy giờ chị nói chuyện, chị cũng dùng từ cũng coi như là cũng có 500-1000 đó, nói chung là trò chuyện vui vẻ này. Chị cũng trong lúc mà coi như là nóng rồi, xong rồi trong lúc là cao trào chị cũng dùng từ 500-1000, vậy như vậy là chị là người xấu à hả? Chưa chắc là cái người mà dùng từ 500-1000 là người xấu ha. Bởi vậy có câu là coi như là khẩu xà tâm Phật đó, khẩu Phật tâm xà ha đó. Rồi bả dùng những từ 500-1000 và bả coi như là nói những từ không hay đối với ai, đối với những cái người khác đâu có liên quan đến chị đâu, bả đâu có đụng đến chị đâu mà chị ghét bả hả? Hả? Rồi nếu mà nói bả vu khống á, thì những người bả bị vu khống á, đơn giản thôi mà, đâu có cần làm gì khó khăn đâu hả? Chỉ cần coi như là bả nói là vu khống cái gì cũng đều bị sao kê minh bạch không, chị có xài tài khoản không hả? Chị ra ngân hàng chị kêu coi như hoặc là chị khách hàng VIP, chị điện ngân hàng một cái là ngân hàng là sẽ cung cấp cho chị một cái bản sao kê minh bạch rõ ràng về tiền từ thiện, lấy cái đó up lên trang thông tin cá nhân của mình như Facebook thì đập vào mặt bả rồi, như vậy là bả nhụt, bả nín, bả im thôi. Những cái thần tượng bên kia chị bảo vệ đó, còn những người bên kia có dùng từ 500-1000 không, có dùng từ vô thân thô tục không? Giống như cái cô nhà báo hàng đi, cô đó dùng từ hừng nắng cuồn cuộn thế này kia rồi siết kỹ nói người ta khỉ này khỉ nọ đó. Bên kẻ tám lạng người nửa cân ha, bên kia là cái Mr. Dom đó, nó gọi khán giả là con ngu thằng ngục đó, rồi rất là nhiều những gương sĩ điện sĩ khác, con ca sĩ Đồng Xanh nó còn khán giả ra gì không, nó nói không có khán giả là không có đói, vậy chị ủng hộ nó à? Ăn cháo đá bát
sau khi đến lúc mà nó hát, nó không giống nó vậy đi, lúc nó hát thì coi như là nó dạ thưa cảm ơn cô bác anh chị đã ủng hộ, gần sĩ điên sĩ ra vậy không, có đứa nào dám lên nói không một câu đi. Đến nay là lòi bản chất ra rồi, nó còn rất là nhiều vấn đề còn chưa nói á. Ở đây em không nói chị nha, em nói vậy một số người nữa, lý do ghét là ghen tức ở, là ganh tị. Tại vì bà giàu quá, bà hằng bà giàu quá, bà giàu quá đẹp nữa đó. Kim cương bà khoe là cục nào cũng nấy, coi như là chọi lỗ đầu mà đó, con người mà bản cái bản tính là tham sân si là có chứ không có gì hết. Đó nó hàng loạt cái lý do ha, mấy lý do của chị nó cũng vu vơ, hơi bị dơ dơ ha, em thấy hơi dơ. Còn đây nè, lý do vì sao em ủng hộ bà Hằng, ủng hộ là gì, ủng hộ những việc làm có ích cho cộng đồng xã hội à, và coi như là bảo vệ những cái gì mà coi như là bà đang làm có ích cho người dân người nghèo. Tại vì hồi nhỏ đó, hồi nhỏ coi như là em cũng có đi học, chắc chị cũng có đi học mà ha, em có đi học ha, em học học giáo dục công dân, học đạo đức rồi đó, thầy cô cũng dạy con người thì coi như là phải có nhân chi sơ tính bột thiện ha, lớn lên làm người có ích cho cộng đồng xã hội, giúp đỡ mọi người. Bây giờ thì coi như là mình chưa có giúp được thì mình phải ủng hộ những cái người nào giúp được chứ. Nè đây, em cho chị xem nè. Nói về lý do mà ủng hộ bà Hằng đây à, có một sớ táo quân luôn nha, một sớ táo quân luôn quá chị nha, sớ táo quân luôn, em nó liệt kê nè à, liệt kê ra nè à. Không thấy thì em đọc không quá chị. Nè, lý do thứ nhất xây trường, lý do thứ hai làm đường này là toàn là coi như là tiền túi bỏ ra không. Lý do thứ ba xây cầu, đây người thật quyết tật nha, có nha, có nha, chứ không phải là cái như là cái kiểu như cái giống như gần sĩ điền sĩ của mượn qua cúng Phật rồi cái được phong làm bà tiên cô tiên đó, rồi không đụng tới đẩy dãy nảy bản sao kê thì cái dãy nảy đó là coi như là làm gì phải sao kê. Ủa Lý Hải Minh Hà đó, người ta làm đó, người ta trọng uy tín danh dự, người ta tự động người ta sao kê luôn đó. Nó chị nó có mấy tỷ đó mà ra coi như là cả trăm trang đó. Ủa sao kê sao tự nhiên cái che đậy chi vậy, làm từ thiện làm như ăn cướp ăn trộm ai mà che đậy. Đó đó cái việc mà coi như là xây trường làm đường, xây cầu xây chùa đó, nó coi như là ít có ai là làm được rồi nha. Đặc biệt là này, cứu người nha, mổ tim cho trẻ em, mổ não ống thủy cho trẻ em. Hiện nay đó à, chị coi như là thần tượng những người đó, chị kêu á, hiện nay thì coi như lúc trước có Đại Nam làm cái công tác thiện nguyện mổ tim não ống thủy, nhưng một năm coi như là 10 đến 12 ngàn ca lận, thì lúc đó có Đại Nam lo thì cũng mới đáp ứng hơn nữa thôi. Bây giờ thì quỹ ngủ ngừng rồi đó, những người làm bên chị là làm từ thiện không đó, tâm có tâm quá đó, thì kêu họ coi như là đứng lên làm để coi như là công đức vô lượng đi nha, cứu người một bằng người đã quý rồi, cứu hàng trăm hàng ngàn người thì coi như là lúc đó coi như là tôi không nói nữa ha. Đấy, đừng mà đừng có mượn qua cúng Phật nha, giờ kêu gọi thì thua rồi nha. Rồi quỹ giờ vàng tài trợ trang thiết bị cho bệnh viện để mổ tim mổ não ống thủy, tài trợ chi phí cho bác sĩ học nâng cao, tài trợ học bổng, tài trợ quỹ hoàn lương đó, như cái sớ táo quân luôn của anh chị ha, nha chị nghe không, như sớ táo quân luôn mà người thật việc thật không có, có không có mới nói nha. Đó là liên quan đến sức khỏe mạng sống à, liên quan đến những người mà khốn khó, những người nghèo, những người mà à, nghèo mà ngặt á chị nha. Mình là con người, mình phải đưa cái phần người lên, phải có trái tim anh chị nha. Rồi tiếp nữa cả nhà à, tài trợ quỹ hoàn lương, tài trợ đường ống lấy nước ngọt, tài trợ hệ thống lọc nước mặn, tài trợ nước ngọt, chở nước ngọt về miền Tây chứ không phải tài trợ nữa, tài trợ cho miền Trung à, này có ngàn Bình Định nha, 200 tỷ,
hỗ trợ cho tăng ni chùa, hỗ trợ công tác tiêm vaccine, hỗ trợ thuốc điều trị Covid, hỗ trợ vật tư cho bệnh viện dã chiến, đó các anh chị, hỗ trợ vật tư và coi như là cái chỗ mà để mà cách ly luôn đó, hỗ trợ oxy, oxy nó quý hơn vàng nha, nha. Đó, có nhiều khi có tiền là coi như là lúc mà cái dịch mà nó căng thẳng đó, đó. Oxy thì còn quý hơn vàng đó, đó là liên quan đến tính mạng đó. Hỗ trợ dùng đại nam là cách ly nè, đúng rồi, đây nè. Hỗ trợ chi phí ăn uống cho công ty cách ly tại Đại Nam đó. Đó thì tiếp theo thì cái có việc mà chia sẻ phương pháp mà xong phòng covid hiệu quả để này là chú Dũng nha. Đó, kể ra hàng loạt luôn đó. Đó, công đức vô lượng không? Nổi cái việc mà cứu đó, cứu một bé thôi là cũng đã quý rồi ha. Đó. Bởi vậy nhỏ tôi có đi học thì cô tôi dạy vậy ha. Mình không làm được những cái việc mà lớn lao như vậy thì mình phải ủng hộ những người để làm được ha, để tiếp thêm một phần nào đó cái lửa cho họ. Chứ bây giờ á, nói lý do ghép hàng nêu ra cho quên ha, đôi khi nhìn lại mình á, nói bả cuồn cuộn này kia á, chỉ cuồn cuộn chỉ cái đỉnh của ta, nhìn lại mình coi có cuồn cuộn không đó. Mà cái tuổi mà đang đúng tuổi này không cuồn cuộn mệt nghe nha. Chồng của người ta không lên tiếng, nhìn ra nhà mình có chuyện coi chừng ha, em không nói chuyện nghe, nhìn mình có chừng thú quắc nha, nha mọi người nào nói đó nha. Rồi cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều nha. Cô bác anh chị nhớ comment và bình luận cái video này có em ở dưới cái video này nha, nhớ comment like và đăng ký kênh để ủng hộ em cô bác anh chị để tăng cái đề xuất video của các anh chị. Một lần nữa cảm ơn cô bác anh chị đã luôn đồng hành ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Cái kết của lương trời ơi. Lý lẽ đâu mà nói ha. Lý lẽ đâu mà nói. Bye bye cả nhà.